Cô ơi, cháu có ý này. Con có việc gì ạ? Về nhà mẹ có chuyện muốn nói. Hôm nay mẹ khó chịu lắm, con về nhà đi. Hôm nay con đi mẹ có sao đâu mẹ. Về nhà đi. Mẹ hôm nay khó chịu lắm, mẹ bị ốm ốm ạ. Con về nhà ngay đi nhá. À, dạ vâng, vâng. Để cho con về luôn mẹ ạ. Vâng. Về nhà luôn đi nhá. Đừng để mẹ gọi lần thứ hai đấy, về luôn đi. Vâng vâng, con cũng đang ở gần mà. Vâng vâng, con về luôn. Mẹ em gọi là ốm sốt tự nhiên chóng mặt đau đầu chị ạ. À, mẹ anh ốm á? Dạ vâng. Mẹ em về luôn đi. Dạ vâng, em về luôn thôi chị ạ. Vâng. Không biết, em về luôn thôi chị ạ. Mai em lại đến chơi. Vâng vâng. Vâng. Thế nhà cháu hoàn thiện xong hết chưa? Cũng gần xong hết rồi cô ạ. À. Chẳng qua bây giờ
không có gì nên là cháu phải đi đi chợ. Thế có lấy chuối không? Cô có buồng chuối chín đấy. Vâng, cô lại có chuối chín ạ? À? Vâng. Nào ấy cô? Đấy. À, ở ngay đây ạ? À? Vâng. Buồng chuối chín đấy. Ờ, chín nhiều thế nhỉ? Vâng. Thế nhưng mà cái này cô không lấy ạ? À? Không, cô không ăn hết đâu, có nhiều lắm. Thế cái này cô bán cho cháu nhá. Vâng, không cháu cứ lấy đi, cô không lấy tiền đâu. Cháu cứ lấy đi. Thế cháu trồng được nhiều mà. Bao nhiêu lần cô cho cháu không thế này cô không lấy tiền thì cháu cũng ngại lắm. Không ngại gì đâu, cô trồng được nhiều cô cho cháu mà. Cô còn giúp cháu làm nhà các kiểu nữa. Cháu còn không có gì cho cô. Vâng, có gì đâu, cháu cứ lấy đi. Đấy. Cháu ở chặt lấy đi. Cô ở bên ngoài đỡ cháu. Vâng. Cháu chặt nhá. Vâng vâng. Cô cầm nhé, để cháu chặt nhé. Nhiều quả quá đi, cháu không biết chặt kiểu gì nó ra được. Vâng. Đây nó nhiều quả lắm. Vâng. Cái này chín quá nó rụng ra này cháu. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Vâng. Cháu xin ạ. Vâng, không có gì. Thấy lại sớm nên con phải đi.
tao sẽ cúng cúng với mày, bảo mày không chịu nghe. Mẹ ấy mày quan nhiều để con nấu cháo mày nhé mẹ. Thank you.
nhìn ạ. Bao nhiêu tiền? 30.000 thôi. Hôm nay mẹ không phải đi làm này. Hôm nay mẹ được nghỉ. Thank you.
sao mà khát ốm như mày ấy? Ai là giúp đỡ người ta giúp đỡ gì mà đi qua lại với chị đấy suốt như thế? Nói nhiều quá chị, có giúp đỡ chị ấy mà không sao mẹ. Có gì có giúp kinh nghiệm người ta nói thì người ta nói công việc của con nó biết là sao được mẹ. Biết thế là được rồi, biết thế là được rồi, mình phải rút kinh nghiệm đi. Giúp đỡ thì cũng giúp đỡ vừa vừa hay phải thôi. Chứ không người nào cũng đi gặp chị ấy là không được nhá. Cũng nói nhiều.